kính chào quý vị và các bạn đã tới với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Tổng thống Putin tiết lộ sáng kiến hòa bình có thể giải quyết xung đột Ukraine. Sáng kiến hòa bình của Nga có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và thúc đẩy một tiến trình ngoại giao. Tổng thống Vladimir Putin nhận định tại diễn đàn Primakov Readings lần thứ 10 ngày 25 tháng 6, Tổng thống Putin cho biết, ông tự tin rằng diễn đàn sẽ tạo ra một sự quan tâm thỏa đáng đến đề xuất của Nga nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình. Tôi hy vọng khác với nhiều chính trị gia phương Tây, thậm chí không muốn nhìn vào bản chất sáng kiến của chúng tôi. Những người tham gia diễn đàn này sẽ xem xét nó một cách kỹ lưỡng và phù hợp, cũng như có thể thấy rằng nó thực sự thúc đẩy khả năng ngăn chặn xung đột, đồng thời chuyển sang tiến trình chính trị và ngoại giao, Tổng thống Putin nhấn mạnh. Trước đó, Tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga ngày 14 tháng 6, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine ám chỉ đến việc công nhận tình trạng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Các khu vực Kherson và Raporochi là lãnh thổ của Nga quy định tình trạng không liên minh và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự và phi phát xít hóa nước này, cũng như dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Moscow. Diễn đàn Primakov Readings, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, Diễn đàn là nơi thảo luận về các mối quan hệ quốc tế, những thách thức trong lĩnh vực an ninh quốc tế và những mô hình tương tác mới giữa các nhân tố trong nền chính trị thế giới. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Nga không tổ chức bất kỳ cuộc trao đổi bí mật nào với phương Tây về tình hình Ukraine. Chúng tôi không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào với bất kỳ ai. Phương Tây đã từ chối đàm phán dựa trên một nền tảng công bằng. Đó là chưa kể tới việc ông Zelensky cầm giới lãnh đạo Ukraine đàm phán với Nga, ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga cũng đã đề cập đến việc Tổng thống Vladimir Putin ngày 14 tháng 6 đã đưa ra các đề xuất là kết quả của những phân tích đúng mực và mang tính xây dựng về tình hình thực tế, tuy nhiên, phương Tây đã không đưa ra phản hồi thực chất. Mỹ gióng chuông báo động trước nước đi mạnh mẽ không ngờ đến của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trở nên không thể thương tổn bằng việc ký kết thỏa thuận về hỗ trợ quân sự tương hỗ với nước này. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Sabisat, Nga không chỉ trang bị cho Triều Tiên những loại vũ khí thích hợp để tự vệ, mà Nga sẽ hợp tác với nước này với tư cách là đối tác chiến lược. Sẽ không ai có cơ hội để tấn công Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nữa. Nếu ai muốn tấn công nước này, họ sẽ phải chiến đấu với Nga, ông nhận xét. Theo nhà phân tích, ông Vladimir Putin từng cảnh báo Mỹ rằng sẽ đáp trả việc cung cấp vũ khí cho đối thủ của Nga, Moscow sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí cho các đối thủ của Washington. Theo ý kiến của Reuters, động thái như vậy là kết quả đúng quy luật tự nhiên từ hành động của Mỹ. Triều Tiên đã nhận được mọi thứ, chúng ta không thể động vào họ về mặt quân sự, chúng ta không thể bóc nghẹn họ về mặt kinh tế, chúng ta chỉ đạt được một việc, đó là họ không thèm để ý đến những gì chúng ta giờ đây đang nghĩ. Quốc gia duy nhất trên thế giới bây giờ quan trọng đối với Triều Tiên đó là Nga. Mối quan hệ tuyệt vời với Nga, họ không cần thêm ai nữa, Reuters kết luận. Trong chuyến thăm tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ngày 18 đến 19 tháng 6, Moscow và Bình Nhưỡng đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện, quy định rằng trong trường hợp nảy sinh mối đe dọa trực tiếp có hành động xâm lược vũ trang chống lại một trong hai nước thì nước kia theo yêu cầu sẽ ngay lập tức kích hoạt các kênh liên lạc song phương để tham vấn nhằm thống nhất quan điểm và thỏa thuận về các biện pháp thực tế có thể hỗ trợ lẫn nhau để cùng phối hợp loại bỏ mối đe dọa vừa nảy sinh. Ngoài ra, nếu một trong hai nước bị tấn công vũ trang bởi bất kỳ quốc gia nào hoặc nhiều quốc gia và do đó lâm vào tình trạng chiến tranh, thì bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp sự hỗ trợ quân sự và hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện họ đang có. Theo Điều 51 Hiến trương Liên Hợp Quốc và theo luật pháp của Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhiều người Đức không hài lòng về việc viện trợ Ukraine Thủ tướng Đức Olaf Scholz thừa nhận, nhiều người Đức không hài lòng với việc nước này ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Olaf cho hay, việc nhiều người Đức không hài lòng về viện trợ Ukraine khiến xếp hạng của Đảng Dân chủ Xã hội Trung tá giảm mạnh ở nhiều khu vực. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD, thủ tướng Olaf thừa nhận, Đảng SPD của ông gần đây đã phải chịu thất bại lớn trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Đảng SPD nhận được 7% sự ủng hộ ở một số vùng ở miền Đông nước Đức, nơi có truyền thống duy trì xu hướng tích cực hơn đối với Nga. Ông Stroh thừa nhận, sự ủng hộ ít ỏi dành cho SPD xuất phát từ thực tế là nhiều người không đồng ý với việc hỗ trợ Ukraine và các lệnh trừng phạt Nga. Điều này cũng nhận được phản ánh qua kết quả bầu cử, nhưng không có cách nào khác để thay đổi điều đó, Thủ tướng Stroh nêu rõ. Ông Stroh cũng bày tỏ lo ngại về các cuộc bỏ phiếu sắp tới ở các bang Brandenburg, Thuringia và Sassoni theo các cuộc thăm dò đảng cựu hữu giải pháp thay thế cho nước đức đang giành chiến thắng trong cuộc đua mặc dù với tỷ lệ tranh lệch nhỏ ở mỗi khu vực tất cả đều nằm ở miền đông hoặc miền trung đất nước thủ tướng stro hy vọng kết quả bầu cử sẽ không dẫn đến việc một thành viên afd trở thành người đứng đầu chính quyền địa phương đồng thời bày tỏ lo ngại rằng diễn biến như vậy sẽ rất đáng buồn theo ông stro bất chấp sự nổi tiếng ngày càng tăng của afd các đảng khác vẫn sẽ chiếm đa số trong quốc hội Đảng SPD của Thủ tướng Scholz đã giành được 14% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi đầu tháng 6. Đây là kết quả tồi tệ nhất của SPD trong nhiều thập kỷ. Liên minh xã hội Cơ đốc giáo CSU chiếm vị trí đầu tiên với 30% phiếu bầu, tiếp theo là AFD với 16%. Bản đồ bầu cử cho thấy sự chia rẽ rõ rệt giữa các cử tri dọc theo biên giới chiến tranh lạnh giữa Tây và Đông Đức. Trong đó, phía Tây chủ yếu bỏ phiếu cho CSU và phía Đông bỏ phiếu cho AFD đảng AFD liên tục phản đối việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Nga là đi ngược lại với lợi ích của Đức và kêu gọi đàm phán hòa bình ngay lập tức. Đức là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine ở châu Âu, đã cung cấp hoặc cam kết hỗ trợ khoảng 28 tỷ euro, khoảng 30 tỷ USD. Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng việc này chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không làm thay đổi kết quả. Nga phản ứng khi ICC phát lệnh bắt giữ hai tướng quân đội Nga. Moscow phản bác việc Tòa hình sự quốc tế ICC phát lệnh bắt giữ đối với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Chúng tôi xem lệnh của ICC là một điều vô lý. Chúng tôi không công nhận thẩm quyền của tòa án này. Chúng tôi không coi phán quyết của họ là hợp pháp. Chúng tôi không thấy lý do nào dù nhỏ nhất nào để hợp tác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25 tháng 6 tuyên bố. Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi ICC phát lệnh bắt giữ đối với tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Sogu với cáo buộc gây tội ác chiến tranh và chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại dân thường và các hạ tầng dân sự Ukraine. Các thẩm phán ICC nhận thấy có cơ sở để tin rằng hai vị tướng này của Nga phải chịu trách nhiệm cho các vụ tập kích tên lửa của quân đội Nga nhằm vào hạ tầng điện của Ukraine, ít nhất là từ ngày 10 tháng 10 2022 đến ngày 9 tháng 3 năm 2023. Theo ICC, các cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu dân sự hoặc ngay cả khi các mục tiêu có thể được coi là quân sự, thiệt hại dân sự cũng quá rõ ràng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không phải một bên tham gia quy chế rung về thành lập ICC, nên Moscow không công nhận lệnh bắt giữ của ICC. Moscow coi lệnh này như một phần trong chiến dịch của phương Tây nhằm làm mất uy tín của Nga. Ngoài ra, Moscow nhiều lần nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc quân đội Nga nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Gerasimov, 68 tuổi, giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga từ năm 2012 và là chỉ huy chung của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong khi đó, ông Sogu, 69 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2012 cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ cách chức ông vào tháng 5 năm nay và bổ nhiệm ông làm thư ký Hội đồng An ninh. Tòa hình sự quốc tế phát lệnh bắt hai lãnh đạo quân đội Nga. Tòa hình sự quốc tế ICC đã phát lệnh bắt giữ đối với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Sogu. Trong thông cáo phát đi hôm nay, ICC cho biết họ phát lệnh bắt giữ đối với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Sogu với cáo buộc gây tội ác chiến tranh và chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại dân thường và các hạ tầng dân sự Ukraine quyết định trên của ICC nâng tổng số lệnh bắt giữ được ban hành nhằm vào các quan chức cấp cao của Nga lên 8 kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Các thẩm phán ICC nhận thấy có cơ sở để tin rằng hai vị tướng này của Nga phải chịu trách nhiệm cho các vụ tập kích tên lửa của quân đội Nga nhằm vào hạ tầng điện của Ukraine, ít nhất là từ ngày 10 tháng 10 2022 đến ngày 9 tháng 3 2023, trong thời gian này nga bị cáo buộc liên tục tập kích các nhà máy điện trạm biến thế trên khắp ukraine gây ra tình trạng thiếu điện trầm trọng theo icc các cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu dân sự hoặc ngay cả khi các mục tiêu có thể được coi là quân sự thiệt hại dân sự cũng quá rõ ràng nga và ukraine đều không phải là thành viên của icc moscow nhiều lần nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc quân đội nga nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự nga có thể thành lập tập đoàn quân mới để triển khai ở ukraine viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở tại mỹ đưa tin nga có thể đã thành lập một tập đoàn quân vũ trang tổng hợp mới để triển khai ở ukraine báo cáo của isvk có đoạn Quân đội Nga đang tiến hành cải cách quy mô lớn, bao gồm việc thành lập một số đơn vị vũ trang tổng hợp cấp tập đoàn quân mới và việc các nguồn tin Ukraine đề cập đến tập đoàn quân 51 có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga đã thành lập một tập đoàn quân vũ trang tổng hợp mới để triển khai ở Ukraine. Các nhà phân tích quân sự QSVK lưu ý rằng, đại diện của nhóm tác chiến chiến thực ca ông Yuri Pot, cho biết, quân đội Nga có ý định điều lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 thuộc tập đoàn quân 51 đến hướng ca Ông tuyên bố rằng, quân đội Nga đã chuyển các đơn vị từ khu vực Kherson và từ các hướng khác đến mặt trận ca Đại diện nhóm tác chiến chiến thực Kortista, trung tá Nazar Volosin cũng cho biết, quân đội Nga có ý định chuyển lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 hạm đội Thái Bình Dương và lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 của tập đoàn quân nói trên tới Kakov nhằm bù đắp tổn thất nặng nề. kép gần đây được báo cáo rằng quân đội Nga đã điều động các đơn vị của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 và lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 trước đây thuộc quân đoàn 1 dân quân Donetsk từ phía Tây Tây Nam Donetsk tới Kakov, nhưng không ghi nhận bất kỳ báo cáo nào về tập đoàn quân mới thành lập của Nga kép lưu ý rằng lực lượng Mova có thể đã biên chế lữ đoàn súng trần cơ giới số 9 cho tập đoàn quân 51 một đơn vị giàu truyền thống từ thế chiến thứ hai mới được hồi sinh những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 25 tháng 6 của v thứ nhất Nga và Venezuela đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm chống lại các biện pháp cưỡng bức với mục đích được cho là để chứng minh với phương tây rằng điện kremlin có ảnh hưởng ở tây bán cầu. Thứ hai, lực lượng Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào kho đạn của Nga ở vùng Voronezh vào ngày 25 tháng 6 và gần đây đã tập kích các hệ thống pháo tên lửa phòng không Pantsir S1 ở vùng Belgorod bằng vũ khí không xác định. Thứ ba, Nga đã áp đặt các lệnh trừng phạt đáp trả đối với 81 cơ quan truyền thông có trụ sở tại Liên minh châu Âu vào ngày 25 tháng 6, sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 cơ quan truyền thông liên kết với nhà nước Nga vào ngày 24 tháng 6. Thứ tư, người đứng đầu Cộng hòa Dagestan Sergei Melikov đã ra lệnh xem xét hồ sơ cá nhân của nhiều quan chức cấp cao Dagestan sau vụ tấn công khủng bố ngày 23 tháng 6 ở khu vực Kakas, cho thấy Điện Kremlin có thể đang tăng cường nỗ lực chống lại những mối đe dọa của các nhóm hồi giáo cực đoan ở khu vực này để cố gắng duy trì vẻ ngoài ổn định và bình thường. Thứ năm, quân đội Ukraine gần đây đã lấy lại được các vị trí đã mất ở Vuhren, còn quân nga gần đây đã tiến gần Sever và Arica. Thứ sáu, một lốc cơ quân sự nga cho biết hiệp hội tình nguyện hỗ trợ lục quân, không quân và hải quân nga sẽ bắt đầu đào tạo các nhân viên quân sự chưa xác định từ ngày 1 tháng 10 ngôi làng nằm sát Ukraine sắp trở thành căn cứ không quân lớn nhất châu Âu của NATO. Một căn cứ không quân cách bờ biển đen khoảng 12 dặm và cách thành phố cảng Odessa ở miền nam Ukraine 280 dặm đã sẵn sàng trở thành căn cứ lớn nhất của NATO ở châu Âu. Một dự án 2,7 tỷ USD đã được bắt đầu vào đầu năm nay để chuyển đổi căn cứ không quân Mihai Koganisianu ở Romania. Căn cứ này được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1999, dự kiến sẽ có quy mô ngang bằng một thành phố nhỏ, với khả năng tiếp đón 10.000 nhân viên NATO và gia đình họ, EU News Romania đưa tin trước đó. Nicolas Greto, chỉ huy căn cứ không quân nói với hãng tin rằng cơ sở mở rộng sẽ đòi hỏi phải có nhà chứa máy bay bảo trì, kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, vật liệu kỹ thuật hàng không, thiết bị mô phỏng, cơ sở cung cấp thức ăn, chỗ ở. Đó là mọi thứ cần thiết để hỗ trợ hoạt động và nhiệm vụ của một căn cứ có quy mô như thế này, ông nói. BBC đưa tin hôm Chủ nhật tuần trước rằng một phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Romania vừa được mua từ Na Uy cũng như các máy bay không người lái MQ-9 Repair dự kiến sẽ sớm đến căn cứ này. NATO công bố hồi đầu tháng rằng 7 máy bay chiến đấu FA-18 Hornet của không quân Phần Lan đã hạ cánh xuống căn cứ này vào ngày 3 tháng 6 để thực hiện huấn luyện và xuất kích thực tế dọc theo sườn phía đông trên bờ biển đen. Trong hai tháng, các chiến đấu cơ của Phần Lan sẽ gia nhập biệt đội Typhoon của không quân Hoàng gia. Chúng sẽ thực hiện nhiệm vụ cảnh báo phản ứng nhanh, bay cùng các máy bay F-16 của Romania, cùng nhau bảo vệ không phận NATO và bảo vệ người dân Romania. Rami Lindstrom, người phụ trách chỉ huy đầu tiên của biệt đội Phần Lan tại căn cứ, cho biết. Sự hiện diện của Mỹ tại căn cứ cũng đang được tăng cường. Charlie một phi công của lực lượng không quân Hoàng gia Anh, nói với BBC và thêm rằng có rất nhiều cơ sở hạ tầng, chỗ ở, con người và thiết bị tại đây. Căn cứ Mihai koganiseanu sẽ trở thành cơ sở quân sự lâu dài quan trọng nhất của NATO trong khu vực lân cận cuộc xung đột ở miền Nam Ukraine, Dorin Popes, một nhà phân tích địa chính trị nói với Euronews. Chúng ta đừng tưởng tượng rằng cuộc xung đột này sẽ kết thúc trong năm nay hoặc vào năm 2025, 2026, nhưng đó là một cuộc xung đột lâu dài, ông nói thêm. Cảnh báo từ Nga. Một số chính trị gia Nga đã đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về dự án này, trong đó ông Andrei Kalimov phó chủ tịch ủy ban đối ngoại của hội đồng liên bang trước đó đã cảnh báo rằng đây là một mối đe dọa đối với bucharest nếu người romania thích điều đó thì đó tất nhiên là việc của họ nhưng nato lôi kéo thường dân vào những cuộc phiêu lưu có thể dẫn đến kết cục rất tồi tệ cho gia đình và con cái của họ ông kalimov nói tổng thống nga vladimir putin nói rằng nato đã tích cực mở rộng gần gũi hơn với nga trong vài thập kỷ qua và ông từ lâu đã cảnh báo về việc khối này mở rộng hơn nữa Bất chấp lời cảnh báo, NATO vẫn tiếp tục tiến xa hơn về phía đông với việc Phần Lan gia nhập NATO trong tháng 4 năm ngoái và Thụy Điển gia nhập vào tháng 3 vừa qua. Ông Putin trong tuần này đã đưa ra những cảnh báo mới đối với phương Tây và thề sẽ đi đến cùng trong cuộc chiến với Ukraine. Tổng thống Nga nói thất bại ở Ukraine có nghĩa là sự kết thúc của lịch sử 1.000 năm của nhà nước Nga, đồng thời đặt câu hỏi không phải tốt hơn là nên đi đến cuối cùng sao. Ukraine cảnh báo dùng ATAC chưa cắt hoàn toàn tuyến đường nối Crimea với Nga. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, Kiev có thể sử dụng các vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để nhắm vào cây cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Cầu cách, cầu Crimea bao gồm một tuyến đường bộ 4 làn và đường sắt hai tuyến dành cho tàu chở hàng và tàu chở khách, nối khu vực Krasnodar của Nga với Crimea. Khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022, cây cầu này đã trở thành tuyến tiếp tế quan trọng của các lực lượng của Nga. Ukraine từng nhắm vào cây cầu này ngày 17 tháng 7 năm 2023 khi cuộc tấn công phá hủy một phần của cầu đường bộ và đường sắt. Tháng 10 năm 2022, một phần của cây cầu đã bị nổ tung bằng một thiết bị nổ tương đương với 10 tấn NTN, tờ Komesan của Nga đưa tin. Trung tướng Kiliro Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng cuộc tấn công vào cây cầu sử dụng tên lửa Atak có thể chia cắt hoàn toàn tuyến đường nối với Nga này ông cũng nhận định với tờ the philadelphia inquirer rằng những người cho rằng attac không đủ mạnh để phá hủy cây cầu nên đọc những chỉ dẫn về kỹ thuật vấn đề duy nhất là số lượng ông kirilo budanov nói cho rằng về nguyên tắc những tên lửa này sẽ cho phép chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trên chính sách của washington về những vũ khí do mỹ cung cấp mà ukraine có thể sử dụng cho phép kiev tấn công bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ nga kiểm soát ở ukraine điều mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW nhận định thì có thể bao gồm tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào một phần của cầu cách. Phá hủy cây cầu này đồng nghĩa với việc lực lượng của Nga sẽ phải dựa vào tuyến đường trải dài, dài dọc bờ biển phía bắc biển Azov, một thực tế mà quân đội Ukraine có thể khai thác, ISW đánh giá. Hồi tháng 5 năm 2024, Tổ chức Tình báo Nguồn mở MOFA có trụ sở tại Kiev cho biết các phân tích của tổ chức này về những hình ảnh vệ tinh của Massa trong năm qua cho thấy Nga đã thay đổi các tuyến tiếp tế quân sự, theo đó, Mofa thấy rằng không có chuyến tàu hàng nào chở các thiết bị quân sự của Nga di chuyển trên phần đường sắt của cầu cách vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Vào tháng 2, chỉ có một chuyến tàu chở hàng đi qua cây cầu, mặc dù không rõ liệu nó có vận chuyển bất kỳ thiết bị quân sự nào hay không. Artem Starosiek, CEO và là người sáng lập Mofa nhận định với Newsweek hồi tháng 5 rằng Cục An ninh Ukraine đã giúp hạn chế việc vận chuyển quân sự của Nga qua cây cầu này. Hiện nay, chúng tôi gặp một số vấn đề khác do Nga đang tiến công qua các thành phố Mariupol, Berdyan và xây dựng một tuyến đường sắt để thay thế cho cây cầu. Ông Atom Starosiec nói, đồng thời cho biết việc tấn công cây cầu vẫn sẽ có ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Ông Budanov bác bỏ nhận định rằng Tổng thống Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Crimea bị đe dọa và nhận định. Chúng tôi không thấy bất kỳ sự tập trung lực lượng trên quy mô lớn nào phù hợp với việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo ông, hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đang không đủ về số lượng để thay đổi tình hình tiền tuyến cho tới ít nhất là giữa tháng 7. Với đạn pháo đến từ Mỹ và châu Âu, ông nhận định các đợt vận chuyển vũ khí đang diễn ra nhanh hơn so với cách đây vài tháng, nhưng vẫn gặp vấn đề về số lượng. Ngoại trưởng Nga phương Tây đưa tối hậu thư cho Nga về vấn đề Ukraine. Hầu hết các động thái của phương Tây kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chẳng khác nào một tối hậu thư cho Moscow, bao gồm cả những nỗ lực của Nga nhằm giải quyết xung đột. Ngoại trưởng Nga sẽ Sergei Lavrov nhận định với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Belarus. Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây đã đưa ra một tối hậu thư cho Moscow về vấn đề Kiev gần như mọi thứ phương Tây làm, những gì họ tuyên bố, những gì họ thực hiện trên thực tế kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu là một phần của tối hậu thư cho Nga trên tất cả khía cạnh. Ông Lavrov nói, Điều đó bao gồm triển vọng cho một giải pháp chính trị và ngoại giao, vốn đã bị phá hoại theo các yêu cầu của Anh vào tháng 4 năm 2022, cùng với sự mở rộng đáng kể tầm hoạt động của các vũ khí mà phương Tây cung cấp cho chính quyền Kiev. Ông Lavrov nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Belarus, Sergei Alenik, Nga không tổ chức bất kỳ cuộc trao đổi bí mật nào với phương Tây về tình hình Ukraine. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, chúng tôi không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào với bất kỳ ai. Phương Tây đã từ chối đàm phán dựa trên một nền tảng công bằng, đó là chưa kể tới việc ông Zelensky cấm giới lãnh đạo Ukraine đàm phán với Nga, ông Lavrov nói về báo giới. Ngoại trưởng Nga cũng đề cập đến việc Tổng thống Vladimir Putin ngày 14 tháng 6 đã đưa ra các đề xuất là kết quả của những phân tích đúng mực và mang tính xây dựng về tình hình thực tế. Tuy nhiên, phương Tây đã không đưa ra phản hồi thực chất, ông Lavrov cho hay. 7 kho đạn bị xóa sổ, loạt tên lửa và 176 UAV bị đánh chặn Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 7 kho đạn và loạt pháo, đồng thời đánh chặn loạt tên lửa và 176 UAV Ukraine. Ở hướng Kharkov, nhóm lực lượng CV của Nga tấn công nhân lực và trang bị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 113 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 13 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần Volchen, Bokovo và Lipsy vùng Kharkov. Một cuộc phản công do các phân đội xung kích của lữ đoàn Jaeger số 71 AFU phát động đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 220 quân, một xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 14 xe cơ giới, một pháo phản lực, Panzerhaubitze 2 2000 155 mm do Đức sản xuất, một pháo tự hành D30 122 mm và hai trạm tác chiến điện tử ở hướng Kupiang, nhóm lực lượng Zapad của Nga có được những tuyến thuận lợi hơn và gây tổn thất cho các lữ đoàn cơ giới thứ 14, 21, 115 và 116 của AFU gần Nevskoze, Chekvonaza, Dibrova, Cộng hòa Nhân dân Lugang tự xưng, LPR, Sinkovka, vùng Kharkov và Grigorovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, DPR. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 480 quân, một xe chiến đấu bộ binh 12 xe cơ giới, một pháo tự hành Panzerhowitzer 2000 155mm, một pháo tự hành D20 152mm do Đức sản xuất, một hệ thống pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122mm, ba pháo D30 122mm, một pháo M119 105mm do Mỹ sản xuất và một pháo Grad MLRS 122mm. Ngoài ra một kho đạn pháo của AFU đã bị phá hủy. Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng giúp của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và tấn công nhân lực và trang bị của Lữ đoàn Không vận số 46, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 79 AFU gần Konstantinovka và Kurakhovo DPR. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 610 quân, một xe tăng, một xe bọc thép trợ quân M113, bốn phương tiện cơ giới, một pháo phản lực M777 155mm, một pháo phản lực FH-70 155mm, một pháo phản lực D-20 152mm, hai pháo D-30 122mm và một xe chiến đấu Grad 122mm. Ba trạm tác chiến điện tử và bảy kho đạn giã chiến đã bị loại bỏ ở hướng trên. Tại hướng Abdiivka, nhóm lực lượng từ Sen của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ đánh bại các lữ đoàn cơ giới thứ 24-47 của AFU gần Sokol và Torres, DPR. 5 cuộc phản công do các phân đội xung kích của các lữ đoàn cơ giới số 23, 110 AFU và lữ đoàn xung kích đường không số 95 phát động đã bị đẩy lùi. Thiệt hại của AFU là hơn 430 quân, hai xe chiến đấu bọc thép Mark Pro do Mỹ sản xuất, 8 phương tiện cơ giới, một liệu pháo MSTAB 2A65 152mm, một pháo D30 122mm và một pháo phản lực M119 105mm do Mỹ sản xuất ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga có được những tuyến thuận lợi hơn. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang bị của các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 115 và 123, cũng như lữ đoàn vệ binh quốc gia số 21 gần Ốc Tỷ Áp, Ropnopol và Velikaja Novosionka, DPR. Một cuộc phản công của các đơn vị AFU của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 140 binh sĩ Ukraine. 6 phương tiện cơ giới, một khẩu pháo FH-70 do Anh sản xuất, một khẩu pháo 152mm A265MSTAB do Anh sản xuất và một khẩu pháo D-20. Ở hướng Khê Sơn, nhóm lực lượng đơn ép của Nga đã giao chiến với nhân lực và trang bị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35 AFU và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 124 gần Antonovka và Ivanovka vùng Khê Tổn thất của AFU ở hướng trên là 25 quân, 9 phương tiện cơ giới, một pháo tự hành M777 155mm do Mỹ sản xuất, một pháo phản lực MSTAB 2A65 152mm và một pháo tự hành D20 152mm. Các lực lượng Nga đã tấn công một trung tâm hậu cần lớn của AFU, nơi tập trung, lưu trữ và phân phối vũ khí, gồm cả vũ khí tên lửa do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cụm nhân lực và trang thiết bị của AFU, ở 112 khu vực. Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 176 UAV Ukraine, 6 tên lửa chiến thuật tác chiến Atak do Mỹ sản xuất, 4 tên lửa dẫn đường phòng không Patriot cũng như 10 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và tên lửa Vampire do Séc sản xuất. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 23 tháng 5, phía Nga mất thêm 1.300 quân 12 xe tăng, 15 phương tiện chiến đấu bọc thép, 51 hệ thống pháo, 27 UAV, 2 tên lửa hành trình, 56 phương tiện chở nhiên liệu và 20 phương tiện đặc biệt. Ukraine tấn công sở chỉ huy trọng yếu của Nga ở Belgorod. Không quân Ukraine vừa tấn công thành công sở chỉ huy của một trung đoàn súng trường cơ giới của Moscow bên trong nước Nga, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố ngày 23 tháng 6. Không quân Ukraine tấn công sở chỉ huy Nga ở bên trong nước Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý rằng không quân Ukraine đã hợp tác với các nhánh khác của lực lượng phòng thủ Ukraine để thực hiện vụ tấn công. Sở chỉ huy trung đoàn súng trường cơ giới của Nga được xác định nằm ở làng Nekotejevka, tỉnh Belgorod. Các vụ nổ đã được ghi nhận là kết quả của các hoạt động chiến đấu. Mục tiêu đã bị tiêu diệt thành công, tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh. Ukraine tấn công căn cứ quân sự Nga gần Mariupol, gây thương vong nặng nề cho Moscow. Các vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thành phố Mariupol ở vùng Donetsk, bị Moscow kiểm soát chiều 22 tháng 6. Đáng chú ý, một căn cứ của lực lượng vũ trang Nga đã bị tấn công. Petro Andriushenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, tuyên bố trên Telegram. Thông tin sơ bộ cho thấy, cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Mariupol đã đánh trúng một căn cứ quân sự của Nga. Cuộc tấn công đã khiến 5 thiết bị quân sự của Nga và một hệ thống phòng không bị hư hại. Ông Andrius Shchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol do Ukraine bổ nhiệm cũng cho biết, các cuộc không kích khác đã xảy ra tại một sân tập gần làng Starry và căn cứ quân sự của Nga gần văn phòng nhập ngũ ở Nikoske gây ra thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng cũng như thương vong đáng kể về người. Nhiều xe cứu thương đã được nhìn thấy lũ lượt đến hiện trường vụ tấn công. Các xe cứu thương được cho là có thể chở binh lính bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc tấn công. Mariupol, thành phố nằm bên bờ biển Azov, từng là cản nhộn nhịp thứ hai ở Ukraine trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine tháng 2 năm 2022. Đây cũng là mục tiêu chiến lược mà Nga quyết kiểm soát trong giai đoạn hai chiến sự, bởi thành phố án ngữ hành lang trên bộ mà Nga thiết lập, nối từ vùng Donbass tới bán đảo Rim. Sau hơn 80 ngày vây hãm, lực lượng Nga thành công kiểm soát thành phố vào tháng 5 năm 2022, Mariupol là một trong những khu đô thị nằm trong khu vực được Nga tuyên bố sắp nhập đầu tháng 10 năm 2022 và đang đẩy nhanh quá trình tái thiết. Quân đội Nga đã xây dựng một quận hoàn toàn mới, gồm hàng chục tòa chung cư ở phía tây thành phố. Hệ thống sưởi, nước sinh hoạt và nguồn cung cấp điện của thành phố đều đã được khôi phục. Xe buýt hoạt động trở lại, thường xuyên kính khách, không ít trường học, bệnh viện và cửa hàng ở Mariupol cũng đã nói lại hoạt động. Các quan chức Ukraine cáo buộc Moscow đã quân sự hóa Mariupol, biến thành phố này trở thành căn cứ chiến lược khổng lồ, phục vụ cho các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Nga phản ứng sau khi Ukraine tập kích Rim bằng tên lửa Mỹ gây thương vong lớn. Chính quyền Mỹ đã ủng hộ Ukraine phạm tội ác, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay đồng thời lên án việc Washington không có phản ứng trước cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS vào Sevastopol gây thương vong lớn chính quyền mỹ rõ ràng ủng hộ những tội ác của chính quyền kiev họ đứng về phía chủ nghĩa khủng bố quốc tế không có lời biện minh nào cho hành động của lực lượng vũ trang ukraine tội ác được thực hiện có chủ đích trong thời điểm tập trung số lượng tối đa người nga bên bờ biển đại sứ nga nhấn mạnh ông antonov nói thêm những nỗ lực của washington khi im lặng về tội ác khủng khiếp chống lại công dân nga gây ra sự tức giận và phẫn nộ mỹ không thể ngồi ở nước ngoài và trốn tránh trách nhiệm cho máu và nước mắt của những người vô tội Đại sứ Nga tại Mỹ nhận định, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine và trao quyền cho họ, tấn công dân thường chỉ chứng tỏ mong muốn của chính quyền Kiev tiếp tục xung đột bất chấp thương vong. Các nhà hoạch định chính sách ở Washington hiểu rõ, bơm chùm được trang bị cho tên lửa ATACMS không thể phóng nếu không có sự tham gia của các chuyên gia và sự hỗ trợ từ tình báo Mỹ. Ông Antonov lưu ý, không phải ngẫu nhiên mà máy bay không người lái của đối phương bay vòng quanh Biển Đen gần như mỗi ngày ngày 23 tháng 6, Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Sevastopol bằng tên lửa ATACMS mang đầu đạn chùm. Bốn người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em và hơn 150 người bị thương trong vụ tấn công này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong số 5 tên lửa tấn công vào Crimea, phòng không Nga đã bắn hạ được 4 mục tiêu, một tên lửa còn lại sau khi bị đánh chặn và mất phương hướng đã rơi xuống thành phố Sevastopol. Về thiết kế, đạn chùm của tên lửa ATACMS có thể bắn ra hàng chục cho đến hàng trăm quả đạn con và có phạm vi sát thương lớn. Loại vũ khí trên được coi là cực kỳ nguy hiểm đối với dân thường vì đạn thường phải trải rộng trên các khu vực rộng lớn và có thể tồn tại dưới lòng đất trong nhiều năm. Không chiến UAV bắt đầu diễn ra trên bầu trời Ukraine trên bầu trời Ukraine đã diễn ra những vụ máy bay không người lái của Nga và Ukraine đánh chặn lẫn nhau, mở ra các cuộc không chiến của những chiếc UAV. Đơn vị Sinnum của lữ đoàn cơ giới độc lập Ukraine Kholydiniyak 93 đã đánh chặn thành công máy bay không người lái Lanke của Nga bằng máy bay không người lái FPV ở Glizhika, cách tiền tuyến khoảng 6 km. Trong một video do tình nguyện viên Shehi Sternenko công bố, cảnh đánh chặn chiếc UAV của Nga được chiếu, sau đó là hình ảnh mảnh vỡ với chú thích rằng chiếc UAV Lanket đã bị rơi và phát nổ do hư hỏng. Có vẻ như máy bay không người lái FPV của Ukraine đã thực hiện một vụ nổ trên không, đánh trúng mục tiêu là chiếc máy bay không người lái của Nga. Điều này đặt ra câu hỏi liệu việc đánh chặn là ngẫu nhiên một sự may mắn quân sự hay một hành động có tính toán bởi để làm được điều này những nhân viên điều khiển máy bay không người lái của ukraine phải hết sức thành thạo và tính thời gian rất chính xác thì mới hạ gục được chiếc máy bay không người lái kamikaze của nga câu trả lời cho câu hỏi này có thể được tìm thấy trong khung đầu tiên của video, trong đó làm rõ rằng chiếc uav của ukraine trong quá trình tuần tra nhằm phát hiện uav nga một máy bay không người lái trinh sát kiểu zala kết đã được phát hiện. điều này chỉ ra rằng tìm kiếm trực quan là một trong những phương pháp tiêu chuẩn để phát hiện máy bay không người lái của đối phương. sau khi nhận được thông tin về chiếc kết đang đến gần, máy bay không người lái fpv của ukraine đã được triển khai để đánh chặn nó, đạt được thành tích đánh chặn trực diện kiểu đánh chặn này là thách thức lớn nhất đối với người điều khiển do tốc độ của land kết đang ở mức cao và khá linh hoạt mặc dù máy bay không người lái fpv có tốc độ ngang gần như bằng không vì vậy tình huống được mô tả trong video là rất khó và kết quả thành công là nhờ sự đồng bộ khóa chính xác với việc chỉ định mục tiêu và kỹ năng đặc biệt của người điều khiển người phải xác định mục tiêu một cách trực quan và tiếp cận điểm đánh chặn Tuy nhiên về kết hợp thị giác máy với khả năng tự động phát hiện và theo dõi có thể làm giảm sự phụ thuộc quan trọng vào kỹ năng của người vận hành. Trong thời gian qua cũng đã có những thông báo cho thấy một số vụ đánh chặn thành công các máy bay không người lái trinh sát của Nga bằng máy bay không người lái Kamikaze sự việc mới nhất này ngày càng cho thấy rằng những cuộc đấu tay đôi trên không kiểu này đang trở nên phổ biến hơn và đó có thể là sự mở đầu cho những cuộc chiến trên không thực thụ đối với những chiếc máy bay không người lái cỡ lớn hơn chuyên dụng cho mục đích không chiến. Nga sẽ trang bị vũ khí cho Triều Tiên nếu phương Tây tiếp tục cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đề cảnh báo rằng Moscow sẽ trang bị vũ khí cho Triều Tiên nếu các nước phương Tây tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine tuyên bố của ông putin được đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới bình nhưỡng hai bên đã ký hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đặc biệt là hiệp ước phòng thủ chung những người cung cấp những vũ khí này tin rằng họ không có chiến tranh với chúng tôi tôi đã nói kể cả ở bình nhưỡng rằng chúng tôi có quyền cung cấp vũ khí cho các khu vực khác trên thế giới tổng thống putin nói với các phóng viên khi trả lời câu hỏi liệu việc cung cấp vũ khí tầm xa của phương tây cho ukraine có phải là hành động gây hấn hay không Việc Nga và Triều Tiên ký hiệp ước phòng thủ chung trong tuần này đã gây ra phản ứng khắp khu vực. Với việc Hàn Quốc triệu tập đặc phái viên của Nga hôm ngày 21 tháng 6, còn Nhật Bản và Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc. Mỹ sau đó gọi những bình luận của Tổng thống Putin là cực kỳ đáng lo ngại. Hiệp ước quốc phòng xuất phát từ bối cảnh xung đột ở Ukraine là thỏa thuận quan trọng nhất được ký kết giữa Nga và Triều Tiên trong nhiều thập kỷ. Và được coi là sự hồi sinh của cam kết phòng thủ chung thời Chiến tranh lạnh, năm 1961 giữa hai nước, thỏa thuận này được ký kết hôm ngày 19 tháng 6 trong chuyến đi của Tổng thống Nga tới Bình Nhưỡng, nơi ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã phản đối hiệp ước này và triệu tập đại sứ Nga để bày tỏ quan ngại, một động thái ngoại giao hiếm hoi minh họa cho căng thẳng giữa Seoul và Moscow. Theo hãng tin AB, Hàn Quốc hôm 20 tháng 6 cho biết họ sẽ xem xét việc gửi vũ khí cho Ukraine, một sự thay đổi chính sách lớn được đề xuất sau khi Nga và Triều Tiên ký một hiệp ước tương trợ lẫn nhau. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chan Ho Jin cho biết, Seoul sẽ xem xét lại vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp nước này liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Hàn Quốc, một nước xuất khẩu vũ khí đang phát triển với quân đội được trang bị tốt và được Mỹ hậu thuẫn, đã cung cấp viện trợ nhân đạo và các hỗ trợ khác cho Ukraine, đồng thời tham gia các lệnh trừng phạt kinh tế do Washington dẫn đầu nhằm vào Moscow. Nhưng nước này không trực tiếp cung cấp vũ khí cho Kiev, với lý do chính sách lâu đời là không cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột. Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công các chiến đấu cơ F-16 được chuyển đến Kiev được nhận định sẽ tấn công khu vực cốp đầu tiên, nơi lực lượng Nga hiện đang nắm giữ ưu thế trên không. Trong các trận chiến quanh cốp quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường chính xác. Lực lượng Ukraine hy vọng có thể chống lại những điều này bằng các thiết bị quân sự hàng không của phương Tây cấp cho. Nhiều nguồn tin Ukraine lưu ý rằng, những chiến đấu cơ F-16 mà phương Tây cấp cho Ukraine sẽ đặc biệt nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa này ở cốp Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quân đội Ukraine có thể phải đối mặt với những thách thức khi vận hành các phương tiện bay này. Mỹ đang chỉ hoãn việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay F-16 và kỹ năng hiện tại của họ chưa tối ưu. Ngoài ra, việc bảo trì những chiếc máy bay này đòi hỏi một phi hành đoàn được đào tạo bài bản và các chuyên gia có trình độ. Một số chuyên gia đã chỉ rõ, việc triển khai F-16 sẽ không tránh khỏi những thách thức, Họ cũng lưu ý rằng các lực lượng NATO thường hộ tống F-16 cùng nhiều loại máy bay khác, chẳng hạn như chiếc F-35 mới hơn. Rất may cho Ukraine là Thụy Điển đã quyết định cung cấp cho Ukraine hai máy bay giám sát sáp. Điều này sẽ cung cấp khả năng giám sát trên không cần thiết, nâng cao hiệu quả tổng thể của F-16. Khi được hỏi về loại tên lửa cụ thể mà các máy bay F-16 sẽ mang theo, ông từ chối nêu rõ nhưng đảm bảo sẽ có sẵn nhiều loại vũ khí. Bất chấp nhiều thách thức khác nhau, các chuyên gia hàng không Ukraine vẫn lạc quan về tác động của F-16. Với F-16, chúng tôi có thể đạt được sự ngang bằng trên bầu trời Ukraine và gây ra tổn thất đáng kể cho hàng không Nga ở khu vực biên giới, chuyên gia hàng không Karabchevsky của Ukraine nói. Trong khi đó, về phía Nga, họ dự kiến sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ máy bay F-16 nào đóng trên các sân bay, đòi hỏi chúng phải được hệ thống chống tên lửa che giấu và bảo vệ cẩn thận để ngăn chặn tổn thất đáng kể ngay sau khi chúng đến nước này. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Katapolov cảnh báo bất kỳ chiếc F-16 nào của Kiev được đặt tại căn cứ bên ngoài lãnh thổ Ukraine và được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu chống lại Nga thì sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Các máy bay chiến đấu F-16 mà Mỹ dự định gửi tới Kiev sẽ đồn trú trực tiếp trên đất Ukraine. Điều này đã được xác nhận bởi Jack Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với PBS, ông Sullivan nói, kế hoạch là F-16 sẽ đóng tại Ukraine. Pháo xung kích điện tử mở ra kỷ nguyên mới đối với quốc phòng Nga. Pháo xung kích điện tử khác với pháo dây điện tử là một vũ khí phi sát thương độc đáo đang được Nga phát triển. Pháo xung kích điện tử với những đặc điểm độc đáo và tiềm năng ứng dụng rộng lớn trong tương lai được kỳ vọng sẽ sớm chứng tỏ tính hiệu quả trên chiến trường. Thông tin mới nhất về pháo xung điện tử của Nga đã được hãng thông thần TASS đề cập sau khi tham khảo hai nguồn tin của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng nước này được biết phạm vi tác động của vũ khí trên lên mục tiêu đã đạt tới con số 10 km. Để so sánh, ở giai đoạn phát triển ban đầu, cự ly hiệu quả của pháo xung điện từ chỉ nằm khoảng 1 đến 2 km. Việc thử nghiệm vũ khí xung điện từ được Nga tiến hành kể từ năm 2015 và trong giai đoạn phát triển vừa qua, họ đã đạt được những cải tiến đáng kể liên quan tới hiệu suất Tại thời điểm đầu năm 2020, cuộc thử nghiệm bắn ở cự ly xa đã diễn ra, cho thấy tầm bắn hiệu quả trung bình của pháo xung điện tử gây tác động cho mục tiêu trên không là 7 đến 8 km, tối đa trong khoảng 10 km. Kết quả trên là được đánh giá là một thành tựu đáng kể, thể hiện sức mạnh khoa học kỹ thuật cao của ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng như năng lực của các chuyên gia nước này. Việc tác động tới máy bay ở cự ly 10 km được thực hiện bằng cách đốt cháy linh kiện điện tử của thiết bị hàng không nhờ vào một xung bức xạ điện tử mạnh mẽ, chuyến đi với tốc độ ánh sáng và đến mục tiêu gần như ngay lập tức. Tác động của xung điện tử công suất lớn này kéo dài chỉ trong một phần nghìn giây nhưng hiệu quả mang lại rất lớn, khiến loại vũ khí phi sát thương này được đánh giá không thể thiếu trong chiến tranh tương lai. Một trong những tính năng nổi bật của vũ khí xung điện tử là khả năng vô hiệu hóa mục tiêu mà không cần tiếp xúc vật lý trực tiếp. Bước xạ dạ xung điện tử sẽ tấn công thiết bị điện tử, khiến nó đặc biệt hiệu quả khi chống lại phương tiện công nghệ cao của đối phương vốn chứa đầy linh kiện bán dẫn. Pháo xung điện tử sẽ trở thành cơn ác mộng thực sự đối với những lực lượng vũ trang được số hóa. Ngoài ra, vũ khí xung điện tử còn có một vài ưu điểm nổi trội khác, điển hình như nó có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể tầm nhìn hay sự hiện diện của chướng ngại vật tự nhiên. Tiếp theo, việc sử dụng vũ khí xung điện tử không đòi hỏi chi phí vật liệu lớn dành cho đạn dược bởi vì yếu tố gây tác động chính là xung điện tử. Thứ ba, vũ khí xung điện từ sở hữu độ chính xác cao và có thể nhắm trực tiếp vào các linh kiện điện tử cụ thể, giúp giảm thiểu thiệt hại phụ và tăng hiệu quả chiến đấu. Việc phát triển pháo xung điện từ cho thấy Nga đã sẵn sàng cho những thách thức mới trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Vũ khí này sẽ trở thành yếu tố then chốt mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy trước các mối đe dọa công nghệ cao công nghệ hiện đại và thành tựu khoa học cho phép Nga đặt niềm tin vào việc cải tiến hơn nữa pháo xung điện tử, giúp tăng cường khả năng phòng thủ và đảm bảo lợi thế của họ trên trường quốc tế. Quân đội Nga càng quét khắp chiến trường khiến Ukraine mất 4 lữ đoàn trong một tuần. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga trong tuần qua, tổng thất của lực lượng Ukraine đã lên tới con số khoảng gần 4 lữ đoàn và nhiều vũ khí hạng nặng. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6, các đơn vị thuộc cụm quân phía Bắc Sever đã cải thiện thế trận chiến thuật đẩy lùi 17 đợt tấn công của đối phương, gây ra thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine với thiệt hại khoảng gần 2.000 binh sĩ. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng này còn mất 2 xe bọc thép. 20 xe cơ giới, một hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS và một hệ thống MLRS BM21 RAD, 22 khẩu pháo giả chiến cũng như ba trạm tác chiến điện tử Bukovel AD. Nhóm lực lượng phía Tây Zabat của lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của quân đội Ukraine, tiêu diệt khoảng 3.330 binh sĩ Ukraine, phá hủy 34 phương tiện cơ giới, 25 hệ thống pháo binh, trong đó có 10 hệ thống do nước ngoài sản xuất. 15 xe chiến đấu bọc thép và 4 trạm tác chiến điện tử NOTA. Ở mặt trận phía Nam Chút, các nhóm quân của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của các nhóm tấn công của đối phương, gây ra thiệt hại nặng nề cho lực lượng vũ trang Ukraine với khoảng 4.290 binh sĩ bị loại khỏi phòng chiến. Ngoài tiêu diệt lực lượng lớn binh lực, quân đội Nga ở mặt trận phía Nam cũng tiếp tục phá hủy một xe tăng Leopard của Đức, 19 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 4 xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ, 47 khẩu pháo, trong đó có một xe crack SA-12 sản xuất tại Krasnaya và hai bệ phóng MLRS. Các hoạt động thành công liên tiếp của nhóm quân trung tâm Center của Nga đã gây ra tổn thất lớn của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới khoảng 2.500 binh sĩ. Quân nhân của nhóm Vostok phía đông đã chiếm làng Zagonoye ở vùng Zaporizhia. hậu quả của các cuộc tấn công của Nga đã khiến lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất tới 970 quân tại khu vực này. Bên cạnh đó, quân của nhóm Dnipro, Dnipro của Nga đã khiến khoảng 610 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và một số lượng lớn vũ khí thiết bị của quân phương Tây bị phá hủy hoàn toàn hoặc mất sức chiến đấu. Tính tổng cộng, trong tuần qua các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 13.000 quân, con số tương đương với khoảng gần 4 lữ đoàn chiến đấu. Đây là thiệt hại hết sức nặng nề trong bối cảnh chính quyền Kiev đã hết quân chữ bị, thường xuyên phải điều động tăng viện theo kiểu giật gấu vá vai. Giao tranh ác liệt dọc toàn bộ chiến tuyến Ukraine, Nga chiếm thế chủ động. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết lực lượng Nga chiếm thế chủ động trên toàn mặt trận nhờ kỹ năng và tính chuyên nghiệp của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Belousov đã có bài phát biểu ngày 21 tháng 6 tại buổi lễ ở Điện Kremlin dành cho những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của các học viện quân sự và an ninh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng phát biểu về sự kiện này. Ông Belousov nói: trong thời gian thử thách, quân đội và hải quân của chúng tôi đã nhiều lần chứng minh rằng họ có khả năng ứng phó hiệu quả trước những mối đe dọa và thách thức nghiêm trọng nhất. Hôm nay, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, các quân nhân Nga đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia và kiên quyết đấu tranh với những kẻ theo hệ tư tưởng Đức quốc xã. Nhờ lòng dũng cảm, sự cống hiến và thái độ làm việc chuyên nghiệp của họ, chúng tôi đã giành thế chủ động trên toàn bộ chiến tuyến và liên tục làm suy giảm tiềm năng chiến đấu của đối phương. Ông Belushev kết luận: Ông Belushev mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc đấu tranh để thiết lập một trật tự thế giới công bằng và bình đẳng. Tuần vừa qua, đã chứng kiến giao tranh ác liệt dọc toàn bộ chiến tuyến, lực lượng Nga đã tiến về phía Kulaipoye trên mặt trận Zaporizhia, củng cố đầu cầu gần Chashevya và đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc Kharkov gần Volchansk và Lipsy. Trong khi đó, Nga đã tiến hành các cuộc tiến công tên lửa vào các tài sản chiến lược của Ukraine như cầu và sân bay, đồng thời sử dụng máy bay không người lái để săn lùng các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp. Phát biểu với các sinh viên tốt nghiệp, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường cung cấp thiết bị cho quân đội trên tiền tuyến, đề cập đến các phương tiện như UAV, xe bọc thép, chiến đấu cơ, vũ khí có độ chính xác cao và các hệ thống liên lạc. Bị Mỹ cấm phóng tên lửa ATACMS sang Nga, Ukraine dùng vũ khí cây nhà lá vườn. Trước việc bị Mỹ cấm sử dụng tên lửa ATACMS tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, Ukraine đã chuyển sang sử dụng loại tên lửa diệt hạm cho nước này sản xuất. Theo trang Business Insider, Mỹ đã trang bị cho Ukraine một kho tên lửa tầm xa, nhưng vẫn tiếp tục đặt ra các hạn chế về việc Kiev có thể sử dụng những tên lửa này như thế nào. Qua đó, hạn chế khả năng tấn công vào Nga theo cách Ukraine mong muốn. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ukraine đã chuyển sang sử dụng tên lửa diệt hạm Neptune do nước này sản xuất. Loại vũ khí này từng được dùng để đánh chìm tàu Nga. Không thể phóng tên lửa ATACMS sang Nga, Ukraine dùng tên lửa nội địa. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS MGM-140 do Mỹ sản xuất là một trong những vũ khí có trong kho vũ khí của Ukraine được ca ngợi nhiều nhất. Tuy nhiên, chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cấm Ukraine bắn tên lửa này sang lãnh thổ của Nga. Ukraine chỉ có thể sử dụng tên lửa ATACMS ở những khu vực của Ukraine bị Nga kiểm soát. Do vậy, giới quan sát cho rằng điều này đã trao cho Nga một không gian an toàn. Trước đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự thất vọng trước việc nước này tiếp tục bị cấm sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Mỹ không cho phép lực lượng Ukraine sử dụng các vũ khí do nước này cung cấp hiện nay để tấn công các mục tiêu hợp pháp bên trong lãnh thổ Nga trong phần lớn cuộc xung đột toàn diện cho đến nay và Washington vẫn cấm Kiev sử dụng tên lửa ATACMS ở bất kỳ đâu tại Nga. Các nhà phân tích thuộc viện nghiên cứu chiến tranh ISW Mỹ viết trong một đánh giá hôm 18 tháng 6 trong những tuần gần đây, Ukraine đã nhiều lần chuyển sang sử dụng tên lửa diệt hạm Neptune do nước này sản xuất, sửa đổi cho mục đích tấn công đất liền để tấn công các mục tiêu trên mặt đất bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là nhắm vào các cơ sở năng lượng dễ tổn thương của Moscow. Hồi cuối tháng 5, lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để tấn công một kho dầu gần cảng Kaska dọc theo biển đen thuộc vùng Rasnodarai của Nga. Vài tuần sau, hơn 17 tháng 6, Ukraine lần nữa sử dụng tên lửa nội địa tấn công một tiêu mặt đất, lần này là một kho dầu gần thị trấn Chuska ở vùng Krasnodar Krai. Các nhà phân tích ISW lưu ý rằng, cả hai cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune đều xảy ra tại các khu vực thuộc lãnh thổ Nga và nằm trong tầm bắn của tên lửa ATACMS mà Ukraine được viện trợ. Địa điểm xảy ra hai cuộc tấn công trên cách tiền tuyến khoảng 241 km và nằm trong tầm bắn của tên lửa ATACMS tầm xa có khả năng bắn xa 305 km. Ukraine không có nhiều lựa chọn. R-360 Neptune là tên lửa hành trình tầm xa cận âm do cục thiết kế Blue, nhà sản xuất quốc phòng có trụ sở tại Kiev phát triển. Trong quá khứ, Ukraine đã sử dụng tên lửa này để tấn công các mục tiêu giá trị cao của Nga. Trong giai đoạn đầu xung đột, Ukraine đã dùng tên lửa Neptune đánh chìm tuần dương hạm, mang tên lửa dẫn đường Moscow, xoáy hạm của hạm đội biển đen của Nga. Ukraine cũng đang nghiên cứu sửa đổi tên lửa Neptune để có thể sử dụng tấn công các mục tiêu đất liền. Theo các quan chức và báo cáo truyền thông, có những dấu hiệu cho thấy Ukraine trước đây đã sử dụng phiên bản sửa đổi của loại vũ khí này, đối phó các hệ thống phòng không của Nga, trong đó có hệ thống S-400 bố trí tại bán đảo Crimea tên lửa neptune phiên bản sửa đổi là một trong những cải tiến của ukraine trong cuộc xung đột việc sử dụng vũ khí này được coi là cần thiết đặc biệt là trong bối cảnh kiev không có nhiều lựa chọn chẳng hạn ukraine đã chuyển sang sử dụng xuồng tự sát phát nổ để thay thế cho việc thiếu một lực lượng hải quân phù hợp hay phát triển máy bay không người lái uav tầm xa giá rẻ để tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ nga những nơi ukraine bị cấm sử dụng vũ khí do phương tây sản xuất Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ được coi là tiềm năng mang vũ khí hạt nhân. Bộ cũng khẳng định những phương tiện này từ lâu đã là một phần trong các nhiệm vụ hạt nhân chung của NATO. Nga chỉ rõ việc chuyển các máy bay chiến đấu này tới Kiev là hành động khiêu khích có chủ ý của NATO và Mỹ. Sự sụp đổ đau đớn của Tổng thống Ukraine Zelensky có thể xảy ra vào năm 2025. Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng phương Tây có ý định đổ lỗi mọi quyết định không được lòng dân cho Tổng thống Ukraine Zelensky và có thể thay thế ông bằng người khác trong nửa đầu năm tới. Có một phán quyết của Tòa án Hiến pháp Ukraine được đưa ra vào năm 2015, trong đó nêu rõ nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine chỉ được kéo dài trong 5 năm và thế là xong. Đúng hơn thì chúng ta đang nói về điều gì? Đó là phương Tây không muốn thay thế ông ấy bây giờ, vẫn chưa phải lúc, ông Putin tuyên bố với các phóng viên và được TASS dẫn lại hôm 21 tháng 6. Tôi đã nói rồi, nhưng tôi nghĩ điều này ai cũng rõ. Mọi quyết định không được lòng dân, trong đó có việc hạ độ tuổi nhập ngũ, đều sẽ bị đổ lỗi cho ông ấy, Zelensky. Thế là xong, sau đó ông ấy sẽ bị thay thế. Tôi tin rằng tất cả những điều đó sẽ xảy ra trong nửa đầu năm tới, nhà lãnh đạo Nga lưu ý thêm. Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ rằng các luật sư Nga đã phân tích hiến pháp Ukraine về mối tương quan giữa lệnh thiết quân luật và quyền lực của Tổng thống. Ông lưu ý, mọi thứ đều được quy định ở đó rằng trong trường hợp thiết quân luật, các quyền lực bao gồm cả quyền lực của tổng thống sẽ thuộc về chủ tịch quốc hội. Luật thiết quân luật quy định rằng các cuộc bầu cử tổng thống sẽ không được tổ chức trong thời chiến, nhưng nó không nói rằng quyền lực của tổng thống sẽ được kéo dài quá thời hạn 5 năm. Điều đó có nghĩa là thời gian của ông Zelensky đã hết, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. Nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông Volodymyr Zelensky vốn kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Khi nhậm chức cách đây 5 năm, ông Zelensky hứa sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine, loại bỏ tận gốc tầng lớp tinh hoa tham nhũng và chỉ giữ chức vụ Tổng thống một nhiệm kỳ. Tuy nhiên, hiện Ukraine đang có chiến tranh với Nga, Ukraine không thể tổ chức bầu cử vì luật thiết quân luật. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng ông Zelensky bị cáo buộc tìm cách chiếm đoạt quyền lực. Một số luật sư Ukraine chỉ ra rằng, sau ngày 20 tháng 5, ông Zelensky sẽ trở thành quyền tổng thống cho đến bầu cử tiếp theo. Tuy nhiên, những người phản đối lại phân tích luật theo cách lập luận rằng, Chủ tịch Quốc hội Ukraine mới là người nên trở thành quyền tổng thống, theo quy định của Hiến pháp và giống như cách diễn giải của Tổng thống Putin. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, tính hợp pháp của ông chỉ có thể được người dân Ukraine quyết định và công nhận, bác bỏ việc Tổng thống Putin cho rằng ông đã hết nhiệm kỳ và quyền lực Tổng thống nên chuyển sang cho Chủ tịch Quốc hội. Mỹ cảnh báo hoãn viện trợ vì nạn tham nhũng, Kiev phản ứng mạnh. Khi Washington liên tục nhắc về nạn tham nhũng ở Ukraine có thể khiến viện trợ quân sự bị trì hoãn, Kiev cho rằng Mỹ viện cớ để chậm giao viện trợ. RT đưa tin, những quốc gia ủng hộ Ukraine ở phương Tây đang ngày càng nhắc đến thường xuyên hơn về nạn tham nhũng ở Ukraine. Họ cảnh báo nếu Ukraine không có sự tiến bộ trong việc loại bỏ tình trạng tham nhũng, thì có thể sẽ phải trả giá bằng viện trợ trong tương lai. Thông tin ban đầu được tờ Washington Post đăng tải, mặc dù các quan chức Ukraine thừa nhận rằng tham nhũng vẫn là một vấn đề ở nước này, nhưng họ vẫn nhấn mạnh rằng họ đang chiến đấu với vấn nạn này một cách mạnh mẽ như quân đội của họ đang chiến đấu với Nga, cho rằng phương Tây đã không công nhận đầy đủ cho Kiev về những nỗ lực của họ. Các vụ án tham nhũng mới liên quan đến các quan chức chính phủ cấp cao Ukraine được mở ra hầu như mỗi tháng, nhưng những người đứng đầu đơn vị chuyên trách trong văn phòng công tố ukraine ông alexander kalimenko cho rằng số vụ tham nhũng tăng gấp đôi không có nghĩa là có tham nhũng gấp đôi ngược lại điều đó có nghĩa là chúng tôi hiệu quả gấp đôi so với trước đây ông nói dẫu vậy các quan chức mỹ trong đó có ngoại trưởng antony blinken được cho là không hài lòng với kết quả cuộc chiến chống tham nhũng của kiev tờ washington post đưa tin trích dẫn của nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này trong cuộc gặp giữa ông volodymyr zelensky và ngoại trưởng antony blinken hồi tháng trước ở kiev bầu không khí được miêu tả là căng thẳng ông zelensky đã bày tỏ sự đánh giá cao về viện trợ quân sự của mỹ nhưng cũng thất vọng với việc ngoại trưởng mỹ blinken chỉ tập trung vào vấn đề tham nhũng nhiều thành viên trong bộ máy của ông zelensky cho rằng mặc dù tình trạng tham nhũng là một thách thức đối với ukraine nhưng những nỗ lực chống lại vấn nạn này có thể khiến họ mất tập trung vào mục tiêu chính của mình một số quan chức cấp cao của ukraina cũng phàn nàn rằng những người phương tây ủng hộ kiev đang lợi dụng khuôn mẫu ukraina là tham nhũng như một cái cớ để chỉ hoãn viện trợ bổ sung đầu tuần này ủy ban châu âu cũng tỏ ra nghi ngờ về khả năng quản lý viện trợ nước ngoài hợp lý của kiev và tuyên bố thành lập một cơ quan giám sát đặc biệt để ngăn chặn gian lận tham nhũng và xung đột lợi ích cũng như khả năng biển thủ hàng tỷ usd được phân bổ cho kiev như một phần trong kế hoạch của eu nhằm tài trợ cho ukraina về phần mình, phía Nga đã nhiều lần lên án việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ nhằm kéo dài tình trạng thù địch và gây thêm đổ máu mà không ảnh hưởng đến kết quả tất yếu của cuộc xung đột. Nga đàm phán đưa vũ khí tạm xa tới nước đối tác, dọa đáp trả Mỹ tịch thu tài sản. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về việc triển khai vũ khí tầm xa. Hãng thông tấn TASS ngày 19 tháng 6 dẫn lời ông Ryabkov cho biết Nga có các đối tác thân thiết nhất ở cả châu Á cũng như khu vực Mỹ Latin và tình hình an ninh đang được giải quyết một cách thực chất, không chỉ ở cấp độ trao đổi đánh giá. Không có gì mới trong chuyện này, vấn đề bố trí vũ khí tầm xa đang được nêu ra với một số đối tác của chúng tôi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Ông Ryakov không đề cập đến tên quốc gia nào, nhưng lưu ý các cuộc thương lượng đang diễn ra đều tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo các công ước mà các nước có thể đã ký cam kết, bao gồm cả những thỏa thuận Nga không tham gia cũng trong cuộc phỏng vấn với tass ông ryakov cảnh báo moscow không loại trừ khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao với washington để đáp trả việc mỹ tịch thu tài sản của nga vì cuộc xung đột ở ukraine phản ứng của nga trước động thái của mỹ có thể bao gồm các biện pháp trả đũa đối với một số tài sản phương tây đang trong tay chúng tôi kể cả đáp trả tương xứng và hạ cấp quan hệ ngoại giao có thể còn một loạt bước đi khác hoặc chỉ có một xin nhắc lại lần nữa tùy thuộc vào mức độ độc hại trong hành động của họ Chúng tôi sẽ điều chỉnh các biện pháp ứng phó của mình, nhà ngoại giao cấp cao Nga nói. Mỹ và các đồng minh phương Tây hiện chưa lên tiếng bình luận trước các bài phát biểu trên của ông Ryazkov. Hàng loạt pháo tự hành RCH-155 tối tân chuẩn bị tham chiến. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được 54 tổ hợp pháo tự hành bánh lớp RCH-155 mới nhất. Thông tin trên đã được Cơ quan Báo chí của Tập đoàn Quốc phòng Khổng lồ KNDS duyên danh giữa KMW và Nester Defense Simpson được tin. Tuy nhiên, họ không tiết lộ các chi tiết khác của thỏa thuận cung cấp vũ khí. Điều đáng chú ý là vào tháng 2 năm nay, chính phủ Đức đã thông báo rằng đến năm 2027, lực lượng vũ trang Ukraine AFU sẽ nhận được tổng cộng 36 hệ thống RCH-155 như một phần viện trợ quân sự của Berlin. Vì vậy, hiện chưa rõ ai sẽ trả tiền mua 18 tổ hợp còn lại, nhưng có lẽ chúng sẽ được chính phủ Đức tài trợ. Ngoài ra, cũng chưa rõ khi nào các tổ hợp pháo tự hành này sẽ được bàn giao cho quân đội Ukraine. Cần nhắc lại, tập đoàn KNDS hiện đang chuẩn bị giao pháo tự hành bánh lớp 155mm RCH 155 mm RCH-155 cho AFU. Ukraine đã trở thành quốc gia đầu tiên nhận được hệ thống pháo binh mới nhất này. Lô 18 khẩu RCH-155 đầu tiên được đặt hàng vào cuối năm 2022. Thương vụ này trị giá 216 triệu euro, được tài trợ bởi chính phủ Liên bang Đức. Sau đó vào tháng 4 năm 2024, Berlin cho biết Ukraine sẽ nhận lô thứ hai gồm 18 pháo tự hành RCH 155 nữa như một phần gói viện trợ quân sự. Hệ thống pháo tự hành RCH 155, lựu đạn điều khiển từ xa 155 mm được chế tạo bởi công ty Krauss-Maffei Wegmann, nay là KNDS của Đức. Tổ hợp này gắn module AGM Artillery Gatling Module với bộ phận chiến đấu lấy từ pháo tự hành BZH 2000 chiều dài nòng pháo bằng 52 lần đường kính L52 tức là sắp xỉ 8m. Mô đun AGM nặng 12,5 tấn là loại điều khiển từ xa, điểm nhấn chính là tự động hóa việc nạp đạn. Do đó, kiếp chiến đấu pháo tự hành RCH-155 chỉ gồm 2 người, chỉ huy và người lái xe, cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu là 30 quả. Ông Medvedev cảnh báo hậu quả nếu Ukraine từ chối đề xuất của Tổng thống Putin trong trường hợp Ukraine từ chối đề xuất của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hãng tin Reuters cho biết phát biểu với các quan chức cấp cao ở Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ngày 14 tháng 6, Tổng thống Putin đã đưa ra những điều kiện cho một kế hoạch hòa bình với Ukraine. Theo đó, Liên bang Nga sẽ ngừng bắn và tham gia đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và rút lực lượng khỏi bốn khu vực của Ukraine mà Moscow đã tuyên bố chủ quyền. Bốn khu vực này bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DBR tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, LBR tự xưng, các tỉnh Khê Sông và Zaporizhia đã được sắp nhập vào Liên bang Nga năm 2022 sau khi kết quả trưng cầu dân ý ở những nơi này cho thấy đa số cử tri đồng ý sắp nhập. Ngay trong ngày 14 tháng 6, trả lời kênh truyền hình Sky TG24 khi đang tới miền Nam, ý tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất của ông Putin, cho rằng những điều kiện mà nhà lãnh đạo Liên bang Nga đưa ra là những lời tối hậu thư và chúng không khác gì những tối hậu thư trước đó cả. Về phần mình, tại hội nghị hòa bình cho Ukraine diễn ra ở Thụy Sĩ hôm 16 tháng 6, ngoại trưởng ukraine dmitry kuleba thừa nhận kiev muốn moscow ngồi vào bàn đàm phán khi ukraine ở vị thế thương lượng mạnh mẽ hơn trong khi đó cựu tổng thống liên bang nga dmitry medvedev lại cho rằng ukraine đang mắc sai lầm lớn khi từ chối xem xét đề nghị mở các cuộc đàm phán hòa bình của moscow vì vị thế đàm phán của nước này sẽ chỉ xấu đi cùng với thời gian Đài Rote cho biết, khi phát biểu với các phóng viên hôm 18 tháng 6, theo giờ địa phương, ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, nói rằng Ukraine đang đưa cuộc thảo luận trở lại điểm xuất phát bằng cách bác bỏ các sáng kiến hòa bình. Họ không nên làm điều đó, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn, cựu tổng thống Liên bang Nga cảnh báo. Tuy nhiên, ông Medvedev cho rằng Kiev vẫn còn thời gian để chấp nhận lời đề nghị, nhưng cánh cửa cơ hội này sẽ không kéo dài. Theo chính trị gia này, nếu Ukraine không đồng ý với các điều khoản mà tổng thống Putin đưa ra thì điều này sẽ dẫn đến một kịch bản mà trong đó các hành động tấn công của liên bang Nga sẽ tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.